triathlon. Là thế à? Ừ, nó không thấy đẹp. À. Cảm thấy nó rất là bình thường. Không có khác gì đâu. Chắc thế. Tớ ở một cái tầm cao mới. Mấy thứ này đối với tớ là bình thường. Bình thường sao biết không? Nó không có cái gì là xa xỉ.